Uh, xin chào tất cả anh chị các bạn. Ở hôm nay thì tôi sẽ làm một cái video nói về cái chủ đề ghi trên màn hình đấy là chúng ta có nên sử dụng thẻ tín dụng để chạy quảng cáo không? Vâng. Và đây là video quay lúc 10 giờ sáng, 10 giờ 40 phút ngày 12 tháng 6, ngày 12 tháng 6 các anh chị nhìn thấy chưa ạ? Vâng, rất mới. Uh, vừa rồi thì tôi có gặp một uh, khách hàng ờ uh, bạn này thì bị hack tài khoản thẻ tín dụng mất một cái số tiền cũng khá khá cũng gần trăm triệu và một số bạn khác cũng có phản ánh là tài khoản của em không biết sử dụng ở đâu mà cũng mất đâu đó 60 triệu 70 triệu như vậy cái tình trạng mà chúng ta bị lộ thông tin thẻ nói chung và thẻ tín dụng nói riêng rất là nhiều và À, đối với các cái nhà quảng cáo tự quảng cáo cho mình hoặc là uh, đi thuê các đơn vị quảng cáo thuê agency hoặc là uh, đưa thẻ cho người ta để người ta chạy cho mình vân vân thì chúng ta phải hiểu rõ về các nguy cơ đó. thì đầu tiên là chúng ta phải hỏi là hiện nay thì các nền tảng quảng cáo thường sử dụng những phương thức thanh toán gì? À, thì hiện nay ví dụ như là Facebook sử dụng nền tảng quảng cáo À, của facebook thì có phương pháp thanh toán đó là các loại thẻ à, về ngân hàng phát hành thẻ thì có thể bất kỳ ngân hàng nào à, vietcombank techcombank mb bank à, abc cz không rất nhiều các loại nhưng mà nhãn hiệu thẻ thì ở việt nam đang chấp nhận hai loại đó là visa và master đấy là nhãn hiệu thẻ thế còn loại thẻ thì có thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng ở đây có rất nhiều người sẽ chưa phân biệt được thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ thẻ tín dụng là thẻ mà ngân hàng sẽ cấp cho chúng ta dựa trên tín chấp và chúng ta sẽ được chi tiêu trước và trả tiền sau nói đơn giản có nghĩa là ngân hàng cho chúng ta vay cái khoản tiền này và trong thẻ của chúng ta luôn có một lượng tiền mà ngân hàng đã cấp trước đến người ta gọi là tín dụng thế còn thẻ ghi nợ tức là khi chúng ta nạp tiền vào cái tài khoản này vào cái thẻ này thì lúc đó mới phát sinh là có tiền trong tài khoản và lúc đó mới có thể chi tiêu thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ khác nhau ở mặt bản chất đó là tín dụng thì được cấp một khoản tiền trước hay đúng hơn là mình vay ngân hàng ngân hàng cho mình vay rồi còn ghi nợ là chúng ta phải nạp tiền vào và hay nói đơn giản dễ hiểu hơn là chúng ta phải cho ngân hàng vay mặc dù ngân hàng vay có thể lãi suất không đồng thì chúng ta mới có thể sử dụng được vì vậy Lời khuyên chân thành và rất có trách nhiệm với mọi người đó là chúng ta không nên sử dụng thẻ tín dụng khi chạy quảng cáo trực tuyến trên bất kỳ nền tảng nào. Facebook, TikTok, YouTube, Google, uh, Zalo, uh, rồi Telegram, Instagram, vân vân. Rất nhiều các nền tảng sẵn có trên mạng hoặc là sử dụng thẻ tín dụng để mua bán các cái phần mềm các cái ứng dụng ở trên mạng thì lời khuyên là cũng không nên Đấy. bởi vì nó có một cái hiện tượng đó là thẻ tín dụng của chúng ta có thể bị lộ thông tin bị lộ thông tin và lúc đó là thẻ của chúng ta sẽ bị lấy cắp và tài khoản sẽ bị hack bị đánh cắp vậy thì quay trở lại với câu chuyện là tôi vừa có nêu ra một vài trường hợp là họ bị mất tiền thì họ mất như thế nào đấy thì họ đưa cái thẻ này vào cái tài khoản quảng cáo của mình và họ chạy họ chạy họ chạy rất bình thường trong một tháng hai tháng ba tháng họ chạy hết sức bình thường và không biết là họ bị lộ ở đâu lộ như thế nào à, có thể là họ quẹt ở đâu đó có thể họ thanh toán ở đâu đó có thể họ đưa trên nền tảng nào đó hoặc là trong quá trình nhập dữ liệu vào Facebook cũng đã bị hack rồi hoặc là tài khoản Facebook bị hack rồi vân vân Thế thì khi mà bị lấy thông tin như vậy thì nó sẽ lấy được gần như hết tiền trong cái hạn mức tín dụng của chúng ta. Đó. À, vì vậy để giảm rủi ro khi sử dụng thẻ tín dụng thì chúng ta cần phải làm như sau. Thứ nhất là chúng ta nên có thẻ tín dụng nếu như vẫn phải sử dụng thẻ tín dụng nhé. Thì là chúng ta sử dụng hạn mức thấp, hạn mức thấp, hạn mức tín dụng thấp thôi. Thí dụ 20 triệu, thí dụ 10 triệu, thì với cái hạn mức thấp như vậy thì giả sử rằng chúng ta có bị hack thì chúng ta cũng bị mất một số tiền không lớn. Thứ hai, trên các app của các ngân hàng hiện nay, trên các app của các ngân hàng hiện nay thì nó đều có phần quản lý về thẻ. Đấy, đều có phần quản lý về thẻ. Ví dụ như của tôi đây tôi đang vào. Đó. Vâng. Đây tôi đang vào đây ạ Và. Thế thì Nó có có nó có cái ứng dụng là Chúng ta có thể là gì Đây tôi xin phép che thông tin Thẻ của tôi Thì trên này nó có cái phần là khóa thẻ Khóa thẻ Đó khóa thẻ Thế thì ví dụ như là chúng ta Không sử dụng đến thẻ Thẻ của tôi, chúng ta vẫn hoạt động nhưng mà trong thẻ vẫn có tiền Thì chúng ta bấm nút khóa khi nào lát nữa đi đâu quẹt thẻ, thanh toán cái gì đó thì chúng ta bấm mở thẻ trước khi thanh toán, thanh toán xong lại khóa. Hiểu vấn đề chưa? Hiểu cách tôi làm chưa? Nếu như sử dụng thì một là hạn mức thấp, hai là khóa thẻ khi không sử dụng khóa trên app, khóa trên app được chưa ạ? Đó. Và thứ ba là điện thoại của chúng ta, máy tính của chúng ta thì hạn chế và tuyệt đối không bấm vào các đường link bừa bãi các cái mã nhập bừa bãi chúng ta chỉ truy cập vào những trang web uy tín những ứng dụng uy tín đó vâng và lời khuyên thứ ba đấy là khi chúng ta chạy quảng cáo thì chúng ta phải đối soát quảng cáo thường xuyên hàng ngày hàng giờ nếu mà chạy ngân sách lớn thì phải hàng giờ còn chạy ngân sách nhỏ thì phải đối soát hàng ngày đối soát là sao thí dụ như thầy phan anh chạy quảng cáo cho anh chị thầy phan anh báo là ngày hôm nay chạy 500.000 hoặc là một triệu đồng thì bạn phải đối soát là đúng rồi tôi thấy trên tài khoản có trừ 500.000 tôi thấy trên tài khoản có trừ 1 triệu như vậy mình luôn khớp được là cái cái hoạt động thanh toán của mình là hợp pháp là không bất thường thế thế giả sử chúng ta phát hiện bất thường thì chúng ta khóa thẻ chúng ta hủy thẻ nó rất là nhanh và chúng ta bảo vệ được cái tài khoản của chúng ta đó thế còn để đơn giản nhất để đơn giản nhất và an toàn nhất đấy là chúng ta nên sử dụng thẻ ghi nợ nên sử dụng thẻ ghi nợ à, thẻ ghi nợ thì chúng ta nên nạp một ít tiền một vào thôi một ít tiền một thí dụ mỗi ngày chúng ta chạy 500.000 Việt Nam đồng đúng không à, trên Facebook trên Google trên YouTube trên tiktok tôi lấy vít, ví dụ như vậy vân vân thế thì chúng ta có thể nạp một triệu một nạp một triệu một hoặc là triệu rưỡi một à như vậy giả sử nếu có bị hack thì chúng ta cũng bị mất một số tiền rất nhỏ Đấy, giả sử thứ hai là mà chúng ta cũng không nên để tài khoản bị hết tiền à, hầu hết các tài khoản quảng cáo khi bị hết tiền không thanh toán được là nó sẽ bị đứng hình nó không chạy nữa và nó đánh giá chất lượng tài khoản nó sẽ bị kém và có thể sau này có thể bị vô hiệu tài khoản đấy thế thì ví dụ như là hôm nay tôi nạp vào một triệu thì tôi chạy hết một ngày là tôi vẫn còn 500 trăm nghìn đúng không ngày mai tôi chạy tiếp thì tôi phải nhớ là đến tầm chiều tối ngày mai tôi phải nạp tiếp một triệu vào để trong tài khoản luôn có sẵn tiền luôn có sẵn tiền hoặc nạp từng ngày cũng được nhưng mà phải nhắc lịch không thì nó sẽ thường là hay bị bận rộn quá mình quên mình không nạp tiền thì tài khoản nó bị treo quảng cáo nó không chạy thì nó tắc bục, tắc bục thì hiệu suất nó không cao ok đấy và à, chúng ta nên quản lý chặt chẽ đối soát kể cả đối với thẻ ghi nợ hoặc là sử dụng ví Momo, ví VNPAY trên nền tảng Facebook. Còn với những cái nền tảng khác thì chúng ta sử dụng thẻ thì chúng ta cũng ưu tiên dùng thẻ ghi nợ và kiểm soát chắc chắn được chưa? OK. Thì video này nội dung nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Để tránh các bạn mất tiền một mất thì mười ngờ và tránh những cái cảm xúc tiêu cực đấy. Và khi bị mất tiền rồi thì chúng ta nên một là khóa thẻ, hai là báo ngân hàng và với số tiền lớn thì chúng ta cũng phải báo cho cơ quan công an. Mặc dù việc tìm lại được lấy lại được số tiền đó thì tôi nghĩ rằng rất khó, vô cùng khó và thậm chí là không thể, nhưng chúng ta vẫn phải làm thôi. Và trước hết thì hãy trở thành những người uh, sử dụng tài khoản thanh toán một cách uh, thông minh để giảm nguy cơ cho mình, được chưa ạ? Ok. Một lần nữa xin được cảm ơn các anh chị và các bạn. Và nếu các anh chị và các bạn cần tư vấn về chiến dịch quảng cáo, về bán hàng online thì xin vui lòng liên hệ với tôi giảng viên Nguyễn Phan Anh ở số điện thoại 0989 623 888. Xin cảm ơn.